Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của Minh Khang với phần bài thứ 3 của Thanh Hóa mang tên Đứa Bé qua phần thể hiện của Lê Sĩ Tùng và Hoàng Tân. Và lời đầu tiên cho phép Sĩ Tùng và Hoàng Tân sẽ được gửi đến quý vị đại biểu cùng toàn thể hội thi hôm nay một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Trái tim con người Việt Nam bằng tất cả.
Vâng, xin được cảm ơn tiếng hát của ca khúc và Đứa Bé đã kết thúc cái phần dự thi của đơn vị Thanh Hóa, và đề nghị toàn thể hội trường chúng ta cùng dành một tràng pháo tay nồng nhiệt chúc mừng Thanh Hóa với ba tiết mục dự thi của mình.